Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị trong những video clip lần trước. Và tại video clip lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn điều cực kỳ thú vị. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, bé 2 tuổi suốt ngày chu mỏ, mẹ khen dễ thương nhưng bà nội bế thẳng vào viện khám. Nên thăm cháu, lúc nào cũng thấy cháu chu mỏ, bà nội cảm thấy có điều bất ổn nên đã quyết định đưa cháu tới bệnh viện khám. Con gái của cô Hồ năm nay được 2 tuổi, khi đứa trẻ được 10 tháng tuổi đã cai sữa mẹ và từ đó cô Hồ cho con mình uống sữa bột. Vì trước đó bé đã quen với sữa mẹ nên sau khi cai sữa, bé sẽ luôn quấy khóc, khó dỗ dành. Cho rằng con chưa quen nên cô Hồ đã mua núm vú giả về cho bé ngậm. Núm vú giả được hầu hết các gia đình sử dụng, nó có tác dụng kỳ diệu đối với những đứa trẻ sơ sinh, trong đó có con gái của cô Hồ. Chỉ cần đứa trẻ khóc, cô Hồ lại đưa núm vú giả vào miệng cho con gái. Đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh, nhất là khi ngủ ngậm núm vú giả cũng khiến cho bé ngủ nhanh hơn. Cứ như vậy, con gái của cô Hồ đã ngậm núm vú giả từ 10 tháng cho tới tận bây giờ là 2 tuổi. Thời gian gần đây, cô Hồ bắt đầu cân nhắc có nên bỏ thói quen ngậm vú giả của con gái hay không. Vì thời gian càng dài, cô Hồ nhận thấy sự phụ thuộc của đứa trẻ vào núm vú giả ngày càng nhiều. Chỉ cần bỏ núm vú giả ra, bé rất dễ khóc và không hề dễ dỗ một tí nào. Ngoài ra, cô Hồ còn nhận thấy mỗi lần đứa trẻ được tháo núm vú giả, vì cái miệng nhỏ nhắn của con gái lúc nào cũng chu ra, nhìn con nũng nịu trông rất đáng yêu, song cô lại có chút lo lắng. Một ngày thì bà nội lên thăm cháu gái, nhìn thấy đứa trẻ luôn bĩu môi chu mỏ thì hỏi con dâu có vấn đề gì xảy ra với cháu không. Cô Hồ trả lời rằng bé muốn ngậm núm vú giả và nói rằng bà nội không cần lo lắm. Lúc này thì bà nội cảm thấy có điều bất ổn nên đã quyết định đưa cháu tới bệnh viện khám. Cô Hồ bị mẹ chồng làm cho bối rối, cô thấy con nít nũng nịu thì không cần phải làm ầm ĩ lên, nhưng mẹ chồng nói rằng phải theo dõi, có thể là có vấn đề về phát triển. Khi tới bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra miệng của đứa trẻ và nói rằng níu của trẻ đã bị biến dạng, khiến lúc nào trẻ cũng chu mỏ và thủ phạm chính là do ngậm núm vú giả quá nhiều và hầu như là suốt cả ngày. Lúc này thì cô Hồ vô cùng hối hận con gái bị dị tật níu răng vì cô lại cho rằng con dễ thương. Cô thầm cảm ơn mẹ chồng đã đến thăm cháu gái và sớm nhận ra biểu hiện bất thường của cháu. Bằng không thì sau này chỉnh sửa rất khó và ảnh hưởng tới cả đời. Trên thực tế thì các gia đình có trẻ em hiện nay không xa lạ gì với núm vú giả. Nếu có thể đáp ứng nhu cầu vú của trẻ, mang lại cho trẻ cảm giác an toàn và đạt được hiệu quả nhanh chóng thì khi dỗ dành trẻ, núm vú tuy là dễ sử dụng nhưng nếu cha mẹ quá ỷ lại sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Vậy thì trẻ dùng núm vú giả quá nhiều sẽ gây bất lợi gì? Thứ nhất là dễ sinh ra lệ thuộc. Nếu như mẹ thường xuyên cho bé ngậm núm vú giả để bé dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon thì bé sẽ bị phụ thuộc vào núm vú giả. Trong trường hợp không có núm vú giả, bé sẽ quấy khóc không chịu đi ngủ, có bé còn mút tay hay đưa các dị vật vào trong miệng. Thứ hai là tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Có rất nhiều loại vi khuẩn, virus rung rán xung quanh chúng ta, luôn chờ đợi thuận lợi để xâm nhập vào cơ thể. Và núm vú giả là một trong những công cụ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Nếu như mẹ vệ sinh núm vú giả không sạch hoặc là trong quá trình ngậm núm giả, bé không may làm rớt xuống dưới đất, các loại vi khuẩn gây bệnh sẽ có cơ hội xâm nhập vào cơ thể của bé. Một nghiên cứu của các nha khoa của Mỹ cho thấy núm vú giả mà trẻ ngậm là mảnh đất màu mỡ của vi khuẩn và nấm. Các loại vi khuẩn tiềm ẩn ở đó cũng khá đa dạng, từ tụ cầu khuẩn và vi khuẩn gây viêm phổi cho tới nấm. Thứ ba là ảnh hưởng tới sự phát triển tự nhiên của răng và hàm. Thông thường thì trẻ bắt đầu mọc răng từ 6 tháng tuổi, vì vậy nếu cho bé ngậm núm vú giả trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu tới việc tạo hàm và vị trí mọc răng của trẻ. Cũng giống như là mút ngón tay, thói quen dùng núm vú giả thường xuyên có thể khiến cho hàm trên và hàm dưới của trẻ không khớp nhau. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để không
phụ lòng kỳ vọng của các bạn thì trong video clip lần này chúng tôi lại tiếp tục đem tới cho quý vị và các bạn những video cực kỳ thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin sức khỏe. Các bạn thân mến, dùng đậu xanh theo cách này thì U40-50 sẽ trẻ mãi như gái 18, da ẩm, mịn, hồng hào, ai nhìn cũng thích mê. Nhiều chị em chỉ biết tới đậu xanh có thể giải nhiệt nhưng lại không biết rằng nguyên liệu này lại là thần dược tự nhiên giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Trước đây thì em cũng chỉ biết tới công dụng giải nhiệt của chè đậu xanh. Mỗi một lần nóng quá, nổi mụn hay là nổi đẹn trong miệng, mẹ đều nấu chè đậu xanh cho ăn. Đậu xanh còn có công dụng ngừa táo bón cực hiệu quả luôn các mẹ ạ. Tuy nhiên thì gần đây em mới biết được công dụng thần kỳ của loại hạt tưởng chừng rẻ tiền này, vừa ngăn ngừa lão hóa da, bảo vệ da khỏi các biểu hiện như là lồng độ, đàn hồi, độ ẩm vì tuổi tác. Nếu biết sử dụng đậu xanh đúng cách thì các mẹ dù đã ở U40-50 cũng sẽ trẻ mãi. Theo đó thì trong đậu xanh có chứa rất nhiều protein, vitamin A, B, C và E cùng với các loại khoáng chất như sắt, canxi, magie, lưu huỳnh, các amino acid. Nói chung là nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rồi. Và trên các tờ tạp chí về dinh dưỡng, sức khỏe, sắc đẹp tại Mỹ cũng có nữa. Và hồi đó thì mình cũng nghi ngờ rồi và tìm hiểu bằng tiếng Anh này nọ mới thấy rằng cái loại đậu này rất thần thánh, quả không sai. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách sử dụng đậu xanh sao cho hợp lý. Và thậm chí nhiều mẹ còn nghĩ rằng sử dụng sao cũng được miễn là đậu nó tốt, nhưng kỳ thực không phải. Đầu tiên là ăn chè nha đam đậu xanh. Món này đúng là cực mát luôn các mẹ. Chắc không còn ai lạ gì nữa với công dụng tuyệt vời của nha đam đúng không nào. Và đặc biệt nếu như nấu theo công thức này thì đúng là đại bổ. Nguyên liệu đậu xanh bỏ vỏ, nha đam tươi và cách làm như sau. Dùng dao tách vỏ nha đam, rửa sạch nhớt và cắt nhỏ. Rửa sạch đậu xanh, nấu cho tới khi mềm rồi đem cho nha đam vào. Nấu chín thêm một chút muối nữa. Thì các mẹ có thể cho thêm một chút đường, nhưng em khuyến khích là không nên cho đường để tránh tăng cân. Uống mỗi ngày một chén nha đam đậu xanh thì ngàn năm sau cũng chẳng sợ lão hóa nữa. Thứ hai đó là uống nước giá. Nhiều người cho rằng uống nước giá chỉ giúp thanh cổ họng, giải nhiệt, nhưng không biết rằng nước giá còn tốt hơn rất nhiều đậu xanh. Theo đó thì khi mà đậu xanh nảy mầm thì thành phần dinh dưỡng sẽ tăng lên gấp nhiều lần, gấp đôi, gấp ba. Bởi vậy uống nước giá đậu xanh mỗi ngày thì chẳng phải lo già nữa. Và khoa học còn chứng minh được rằng phụ nữ ăn nhiều giá đỗ sẽ có lượng estrogen cao hơn những người không ăn. Và hormone này sẽ giúp cho da trở lên tươi, mịn màng hơn, lâu bị lão hóa hơn. Tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn, tránh hóa chất ảnh hưởng tới sức khỏe thì các mẹ nên tự làm ở nhà. Trồng giá cũng rất dễ để làm giá sạch và khỏe. Thứ ba là đắp mặt nạ hoặc là dùng bột đậu để rửa mặt. Cách này thì cực đơn giản và hiệu quả, đặc biệt đối với da nhạy cảm và bị mụn tấn công. Các mẹ làm theo cách này. Nguyên liệu là đậu xanh nguyên vỏ và dùng đậu xanh sạch xay thành bột. Dùng cái bột đậu xanh này để rửa mặt hàng ngày cùng với sữa rửa mặt. Các chị nên là xay nhuyễn để tránh cho bị tổn thương da. Hoặc các chị em có thể dùng bột đậu xanh để đắp mặt nạ. Dùng bột đậu xanh xay nhuyễn đắp mặt nạ 2-3 lần một tuần. Nói chung là nếu biết cách sử dụng khoa học thì có là nguyên liệu rẻ tiền thì cũng đẹp sáng ngời đấy các mẹ ạ. Chúc các bạn áp dụng các phương pháp này thành công.